Đầu tháng 6 vừa qua, bệnh bạch hầu đã xuất hiện tại tỉnh Đắk Nông. Tính đến hết ngày 7 tháng 7, Đắk Nông có 25 trường hợp mắc bệnh. Tỉnh Kon Tum, Gia Lai cũng liên tiếp có ca mắc mới, nâng tổng số ca. Gà uốn ván mũi 3 trong 1, nhưng mà thực ra mình nghĩ cái đó là dành cho con nít trẻ em thôi, mình thì lớn rồi thì chắc không có cần thiết. Tôi cũng biết một số mũi tiêm cơ bản như mũi tiêm 6 thành phần, mũi viêm gan B, sỏi. Ngoài ra thì tôi được bác sĩ chỉ định là tiêm mũi 3 thành phần vì tôi chỉ đi tiêm vậy thôi. Trước đây thì mình cũng không có hiểu lắm về cái tầm quan trọng của cái việc tiêm nhắc lại cái mũi 3 thành phần ngừa bạch hầu, ho gà uốn ván. Nhưng mà gần đây thì mình có nghe cái thông tin là có ca nhiễm về bạch hầu á, cho nên là mình chủ động đưa con mình và mình đi tiêm nhắc lại cái mũi 3 thành phần này để ngừa các bệnh nguy hiểm. Xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục trò chuyện cuộc sống. Thưa quý vị, như chúng ta đều biết, nhờ có vaccine mà các căn bệnh nguy hiểm như bạch hầu, ho gà, uốn ván đã được kiểm soát, sức khỏe cộng đồng đã được bảo vệ. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu cặn kẽ để sự bảo vệ ấy có thể theo chúng ta đến suốt cuộc đời. Nếu như chỉ phòng ngừa lúc sơ sinh thôi, thực sự là chưa đủ, mà chúng ta cần phải tiêm nhắc lại mũi 3 thành phần phòng bệnh ho gà, bạch hầu, uốn ván trong các giai đoạn sau nữa. Và để tìm hiểu kỹ hơn về điều này cũng như là tìm hiểu về tác dụng của việc tiêm nhắc lại mũi 3 thành phần phòng bệnh ho gà, bạch hầu, uốn ván, xin mời quý vị hãy cùng Khánh Huyền trò chuyện cùng với bác sĩ Chí Đoàn, trưởng khoa nhi đến từ phòng khám Victoria Healthcare. Xin chào bác sĩ ạ. Dạ, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, rõ ràng là ai cũng được nhắc nhở về việc là phải tiêm đúng lịch các mũi chủng ngừa trong cuộc đời của mình. Tuy nhiên, với mũi 3 thành phần phòng bệnh ho gà, bạch hầu, uốn ván thì theo anh, tại sao chúng ta lại phải tuân thủ cái lịch tiêm như vậy? Và tại sao bây giờ khi mà dịch bệnh đã gần như được kiểm soát rồi mà chúng ta vẫn phải tuân thủ các cái mũi cần thiết ạ? Vấn đề mà tiêm ngừa đối với lại bất cứ một cái vaccine nào thì khi mà mình tiêm vào thì cơ thể mình sẽ tạo kháng thể để chống lại cái căn bệnh mà có trong cái vaccine đó. Yeah. Tuy nhiên kháng thể đó nó sẽ suy giảm dần dần theo thời gian. Như quý vị thấy gần đây thì mình cũng có một số ca mà bệnh bạch hầu nó đã xuất hiện trở lại. Cái đó có lẽ là do cái việc tiêm ngừa nó đã không được đầy đủ, đặc biệt là ở người lớn. Thì vừa rồi thì cũng có một số người lớn bị bạch hầu và nguy hiểm tính mạng và bị tử vong. Dạ vâng, vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể về lịch phòng ngừa cái mũi 3 thành phần này được không ạ? Cái mũi 3 thành phần này thực ra nó có trong những cái vaccine mà 5 thành phần hay là 6 thành phần mà mình hay gọi là 5 trong 1, 6 trong 1 đó. Thì ở trong giai đoạn sơ sinh khi mà sanh ra thì đến lúc 2 tháng tuổi thì chắc bé nó được chích ngừa 3 mũi đầu tiên trong trước 1 năm. Dạ. Sau đó sau 1 tuổi thì mình sẽ nhắc lại cái mũi thứ tư. Tuy nhiên rằng là cái vấn đề mà mình nhắc lại ở mũi thứ tư như vậy á, thì kháng thể nó sẽ giảm dần dần đến khoảng chừng 4 tuổi, 5 tuổi thì nó sẽ không đủ để bảo vệ nữa. Do đó là đến khoảng 4 tuổi cho tới 6 tuổi thì mình sẽ nhắc lại cái mũi thứ năm. Và khi mình nhắc lại cái mũi thứ năm như vậy thì nó 5 năm sau từ từ nó cũng giảm đi cái kháng thể. Yeah. Để không đủ bảo vệ nữa thì là khoảng 10 tuổi trở lên thì mình sẽ nhắc lại cái mũi bạch hầu, ho gà, uốn ván là chỉ còn có 3 thành phần thôi. Chứ còn hồi nhỏ thì mình tiêm nhiều thành phần hơn, nhưng mà càng lớn thì là cái thành phần mình tiêm nó sẽ ít đi. Do đó cái vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván mình tạm gọi là vaccine 3 thành phần hay là dân gian mình hay nói là 3 trong 1 vân vân, có nhiều cách nói. Thì là từ 10 tuổi trở lên á, thì mình nên tiêm nhắc lại và cứ mỗi 10 năm thì nên nhắc lại một lần. Tại sao những cái cột mốc của cái 3 thành phần bạch hầu, ho gà, uốn ván này là như vậy mà tại sao lại không phải là cột mốc khác ạ? Tại vì người ta theo dõi cái kháng thể đó, khi mà mình tiêm đầy đủ từ hồi nhỏ rồi đó thì cái lượng kháng thể đó nó nhiều
và càng ngày nó càng giảm theo thời gian, thì đến cái khoảng 10 tuổi thì lúc đó mình kháng thể nó dưới cái một cái ngưỡng để bảo vệ. Wow. Nó phải kháng thể nó phải trên cái nồng độ, nó phải trên ngưỡng bảo vệ, nó mới có đủ để mà tiêu diệt cái tác nhân gây bệnh. Do nghiên cứu đó, người ta thấy rằng là ở thời điểm đó là cái kháng thể nó đã giảm rồi, thì mình sẽ tiêm nhắc lại. Mà khi mình tiêm nhắc lại á, thì nó sẽ kích hoạt kháng thể lên để sản xuất ra kháng thể nhiều. Tại vì hồi nhỏ mình đã tiêm đầy đủ rồi, nên là mình có cái hiệu ứng nhớ. Thì nếu mà mình nhắc lại cái lúc 10 tuổi, thì khi mà mình nhắc lại cái liều đó, thì người ta thấy kháng thể đó có thể tồn tại rất là lâu. 10 năm sau nó mới hết cái kháng thể đó. Thực ra thì trong cái giai đoạn đầu đời, mọi người có vẻ chăm nghĩ đến cái việc đi chích ngừa hơn. Tuy nhiên sau đó thì thời gian trôi qua có nhiều lý do, ví dụ như là quên mất, hoặc là đôi khi đến cái giai đoạn cần phải chích ngừa thì lại có bệnh chẳng hạn, không thích hợp cho việc chích ngừa, chính vì vậy mà cứ để hoãn lại. Nếu như trường hợp đó chúng ta đã bị quá cái thời hạn thì phải xử lý làm sao thưa bác sĩ? Đối với lại trường hợp mà mình quên chích ngừa, hoặc là mình đang bị một cái vấn đề gì đó, hoặc là mình đang bị bệnh, cái bệnh đó lúc đó không chích ngừa được, thì tốt nhất là nên đi chích ngừa càng sớm càng tốt. Và nó có một số cách để mà chúng ta có thể chích ngừa đầy đủ, mà ngay cả người lớn luôn. Tức là hàng năm mình nên có một cái ngày nào đó để mình đi chích ngừa các cái vaccine cần thiết. Thì quý vị có thể tới gặp bác sĩ để cho bác sĩ tư vấn rằng là ở cái thời điểm đó mình nên chích ngừa cái gì, đặc biệt là hàng năm mình đi chích ngừa cúm là nên cần rất là cần thiết. Thì trong một lần chích ngừa mình có thể chích nhiều vaccine cùng một lúc. Ví dụ là đến lúc mình đi chích ngừa cúm hàng năm đi, thì lúc đó là mình cần nhắc cái vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván, hay là vaccine ba thành phần giống như nãy giờ mình đang nói, thì lúc đồng thời lúc đó mình cho chích luôn. Một ý nữa là khi mà mình có bệnh chẳng hạn, mình đi khám bệnh đi, thì không phải bệnh gì mình cũng hoãn chích ngừa. Có rất là nhiều cái bệnh nhẹ mình vẫn chích ngừa được. Ví dụ mình bị cảm, ho, sổ mũi vân vân, mình đi khám mình vẫn chích ngừa được, chứ đó không phải là cái lý do để mà mình không chích ngừa. Hoặc là mình đang bị một cái vấn đề gì khác về sức khỏe, ví dụ mình đang bị côn trùng đốt, hay là một cái dị ứng nào đó, hay là bị khó chịu, cảm thấy đau bụng, khó chịu gì trong người, thì khi đi khám bác sĩ thì đó là một cái dịp để mà mình hỏi về cái vấn đề chích ngừa, là tôi có nên chích ngừa cái gì để bảo vệ cho sức khỏe của tôi hay không. Nếu như có những cái trường hợp mà vì một cái lý do bất khả kháng, gia đình có thể chuyển đi xa, hoặc là đứa con nó bị một cái bệnh rất là trầm trọng, và để một cái thời gian rất là lâu mà nó gần như là cũng rất là muộn để nhắc lại cái mũi tiếp theo của một bệnh nào đó, đặc biệt là bạch hầu, ho gà, uốn ván chẳng hạn, thì liệu chúng ta có phải quay lại cái quy trình tiêm lại từ đầu không thưa bác sĩ? Vâng, đối với lại chích ngừa thì nếu mà mình lỡ cái mũi nào đó thì đến một cái thời điểm sau đó mình nhớ ra mình đi tiêm ngừa thì không có tiêm lại từ đầu, mà mình chỉ đi tiếp những cái mũi còn lại thôi. Có những vaccine mình phải chích nhiều liều. Hiểu không? Thì người ta chỉ tính khoảng cách tối thiểu giữa liều này và liều kế, liều 1 và liều 2 cách nhau tối thiểu bao nhiêu, chỉ cần qua cái thời gian tối thiểu đó là chích được. Giữa liều 2 với liều 3 cách nhau tối thiểu bao nhiêu, thì mình chỉ cần bảo đảm cái khoảng thời gian tối thiểu đó là mình sẽ chích được. Vậy thì nếu mà nó vượt qua thời gian tối thiểu đó thì cho dù là 10 năm sau nó vẫn là cái liều đó mình vẫn chích được, chứ không có đi lại từ cái liều đầu tiên. Và khi nào thì là có thể chích ngừa cái mũi này lần cuối cùng? Bởi vì Huyền nghe nói là ngoài 50 chúng ta vẫn cần phải đi chích ngừa lại, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì nếu mà mình vẫn còn sống trên cõi đời này thì mình vẫn có nguy cơ bị bệnh thì mình vẫn phải đi tiêm ngừa nếu mà mình muốn được bảo vệ. Vì càng lớn thì cái miễn dịch nó lại giảm đi, nó giống như con nít. Do đó người già vẫn phải đi tiêm lại, đặc biệt là những cái vaccine như cúm á. Mình thấy người lớn tuổi bị nhiễm cúm là nguy cơ bị tử vong cao, do cái việc tiêm ngừa nhắc lại ở những cái lứa tuổi đó nó còn quan trọng hơn là cái lứa tuổi trung niên nữa. Thưa bác sĩ, xoay quanh cái chủ đề tìm hiểu về những cái thông tin của mũi ba thành phần phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván ngày hôm nay, thì cũng có hai vị khán giả muốn đặt câu hỏi, nhờ bác sĩ có thể trả lời chia sẻ. Giờ bác sĩ có thể lắng nghe ha. Tôi thấy các bệnh đó là như bạch hầu, ho gà, uốn ván đều là các bệnh có vaccine để phòng ngừa. Vậy cho tôi hỏi là những cái vaccine này có an toàn không ạ?
các cái vaccine mà người ta sản xuất ra thì trước khi mà người ta đưa ra thị trường á, thì đều có những cái nghiên cứu theo những cái pha gọi là pha 1, pha 2, pha 3, tức là những cái đợt nghiên cứu. Đầu tiên về khi mà muốn nghiên cứu, người ta phải coi cái vaccine nó an toàn hay không trước đã. Trước khi mà coi cái vaccine đó nó có khả năng tạo ra miễn dịch bảo vệ hay không, thì cái độ an toàn là cái tiêu chí đầu tiên trong cái nghiên cứu trước khi mà họ đưa ra thị trường. Đó, thì sau đó qua những cái đợt nghiên cứu kế tiếp, giai đoạn 2, giai đoạn 3, thì họ vẫn đánh giá tiếp cái độ an toàn của vaccine ở cái dân số rộng hơn, tức là chích cho nhiều người hơn để đánh giá tiếp cái độ an toàn. Do đó các cái vaccine mà khi đưa đến người tiêu dùng chẳng hạn, tức là cái người được chích ngừa, thì cái độ an toàn đó đã được bảo đảm là không gây ra những cái vấn đề nguy hiểm đến tính mạng, hoặc là cái xác suất mà gây ra những cái vấn đề có thể nguy hiểm, ví dụ như sốc phản vệ, là cực kỳ thấp. Cái xác suất đó ước lượng cỡ khoảng 1/1000. Còn những cái vaccine khi mà chích cho mình thì nó đương nhiên nó sẽ có những cái tác dụng phụ chấp nhận được. Ví dụ như là đau ở ngay chỗ tiêm, ví dụ như là sưng ngay cái chỗ tiêm ngừa, hoặc là trong cái ngày tiêm ngừa có thể bị sốt nhẹ, có thể cảm thấy rằng là hơi mệt mỏi, đau nhức mình mẩy một chút, nhưng những cái tác dụng phụ đó là chấp nhận được, bởi vì nó chỉ tồn tại rất là ngắn và khoảng vài tiếng đồng hồ hay là một ngày sau là mình khỏe trở lại. Thì lúc đó cơ thể mình đã đủ sức chiến đấu chống lại cái bệnh đó. Do đó nếu mà nói về tính an toàn thì tất cả các cái vaccine hiện tại khi mà đưa ra tiêm ngừa bảo đảm an toàn cho cái người được tiêm. Dạ. Và đây là câu hỏi của vị khán giả thứ hai ạ. Chào bác sĩ. Hiện nay con tôi đang 14 tuổi. Trước đây con tôi chưa hoàn thành các mũi tiêm bạch hầu, ho gà, uốn ván. Thì hiện giờ tôi đang muốn cho con tôi tiêm phòng. Thì tôi không biết là nên tiêm như thế nào. Nếu mà trước đây chưa hoàn thành đầy đủ các mũi bạch hầu, ho gà, uốn ván, mà nếu mà cái bé đó 14 tuổi, thì thông thường ở cái lứa tuổi đó là trước 1 tuổi á, đã được tiêm 3 lần cái vaccine 5 trong 1 hay 6 trong 1 rồi. Yeah. Tuy nhiên những cái lần nhắc sau đó thì có thể mình không có nhớ để mà đi tiêm ngừa, đặc biệt là những cái lúc mà khoảng 4 cho tới 6 tuổi á, không nhớ tiêm vaccine lại đó. Thì 14 tuổi mình có thể tiêm cái mũi vaccine 3 thành phần là bạch hầu, ho gà, uốn ván. Yeah. Một lần. Nếu mà hồi nhỏ mình đã tiêm được 3 lần ở cái mũi giai đoạn mà sơ sinh, sau khi sinh khoảng 2 tháng mà tiêm 3 liều đó đó, thì mình chỉ cần tiêm 1 liều thành phần là 3 thành phần là bạch hầu, ho gà, uốn ván là đủ. Thưa bác sĩ, để phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván thì loại vaccine nào là tối ưu? Những mũi lẻ hay là những mũi 3 thành phần phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván thưa bác sĩ? Để mà phòng ngừa bệnh một cách tối ưu á, dạ, thì mình sẽ cần tiêm ngừa theo đúng cái lịch là tối ưu. Và các vaccine mà kết hợp lại trong một mũi chích, dạ, tức là vaccine 3 thành phần bạch hầu, ho gà, uốn ván, dạ, thì chỉ cần một mũi mình đã có đủ 3 cái thành phần vaccine đó, so với lại là từng mũi rời. Nếu mà mình chích từng mũi rời mà mình lại chích những cái thời điểm khác nhau nữa thì có thể mình bỏ lỡ những cái vaccine khác. Dạ. Do đó nếu mà chỉ cần một mũi mà mình tiêm được 3 thành phần thì coi như mình đã tiêm đầy đủ. Dạ. Tuy nhiên ở đây mình cũng phải nói thêm rằng là cho dù là mình không có cái vaccine 3 thành phần, dạ, bạch hầu, ho gà, uốn ván, mà mình có mũi lẻ, thì quý vị hãy yên tâm, tự tin mà tiêm 3 vaccine lẻ cùng một lúc. Nó vẫn có tác dụng bảo vệ giống như mình tiêm 3 vaccine đó trong một mũi tiêm. Dạ. Ở đây mình chỉ nói về vấn đề tiện lợi là nếu mà mình chích một mũi tiêm mà mình được 3 vaccine thì mình sẽ ít cái mũi tiêm, thì nó tiện lợi hơn. Vâng. So với lại là từng mũi lẻ. Dạ. Nếu mà quý vị không được 3 thành phần đó thì mình phải tiêm 3 mũi đơn thuần. Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện với bác sĩ Chí Đoàn ngày hôm nay thì Huyền tin quý vị cũng như Khánh Huyền đã có thêm nhiều thông tin về việc chọn lựa vaccine, yên tâm hơn khi đi chích ngừa và đặc biệt là tuân thủ lịch chích ngừa.
Và rõ ràng là chúng ta cũng biết một điều, đó là dịch bệnh là một cái nguy cơ tiềm tàng mà nếu như chúng ta chỉ cần chủ quan một chút thôi là sẽ phải trả giá khôn lường, đúng không ạ? Chính vì vậy mà hãy quan tâm đến sức khỏe của chính mình nhé. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vâng, xin chào Khánh Huyền và xin chào quý vị khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay.